Hello, xin chào mọi người đã quay trở lại với Đồ Gỗ Hiền Lành. Hôm nay là ngày 23 tháng 2 năm 2020 thì cơ sở đồ gỗ Hiền Lành lại tiếp tục giới thiệu tới toàn thể khách hàng. Đây là quy trình làm hoành phi câu đối gỗ vụn. Đây là những người thợ của chúng tôi đang dùng những chiếc chổi cước để quật làm nhẫn phần mặt ván và phần chữ nho. Sau khi đục xong, chúng tôi làm cho hết bụi. Và sau khi làm hết bụi thì chúng tôi sẽ dựng lên để phơi cho khô. Và sau khi phơi khô thì chúng tôi sẽ làm về phần khuôn, chúng tôi sẽ nong vào khuôn. Chúng tôi đang sản xuất đầu năm với một số lượng hoành phi gỗ vụn rất là lớn. Thì quý vị nào muốn sở hữu những bức hoành phi gỗ vụn này thì có thể liên hệ ngay tới đồ gỗ online qua số điện thoại 0986 883349 hoặc 0985 226684. Chúng tôi là làng nghề gỗ mỹ nghệ La Xuyên, xã Yên Ninh, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định. Chúng tôi đang sản xuất với một số lượng rất là lớn này. Đây là những tấm ván, thì toàn bộ phần ván này chúng tôi làm dày 3 phân. Phần khuôn chúng tôi làm 10 phân và dày 6 phân. Đây là quy trình làm nhẵn trước khi chúng tôi nong khung. Thì lát nữa chúng tôi sẽ giới thiệu về khi chúng tôi lắp khung vào về phần mộc. Sau khi chúng tôi làm nhẫn phần chữ nho và phần mặt ván xong thì chúng tôi sẽ bắt đầu nong khung. Thì toàn bộ phần khung này chúng tôi làm to 10 phân và dày 6 phân, được chặt gấm hoa chanh và đục long hóa. Phía dưới khung thì chúng tôi đục hoa hồng và bên trên khung thì chúng tôi đục cuốn thư. Hai phần khung ngang là chúng tôi đục tùng cúc, phần long hóa bên trong chúng tôi đục trúc mai, đục tứ quý bốn mùa. Và trong phần lòng ván này chúng tôi có chạy chữ công và ở giữa là chúng tôi chạm ba chữ nho Đức Lưu Quang. Bức hoành phi này là chúng tôi để nền trơn và có phụ đề. Thì quý vị nào muốn sở hữu bộ sản phẩm như này thì liên hệ ngay tới đồ gỗ Hiền Lành qua số điện thoại 0986 883349 hoặc 0985 226684. Chúng tôi là làng nghề gỗ mỹ nghệ La Xuyên, xã Yên Ninh, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định. Bên cạnh những bức hoành phi này thì chúng tôi còn những bức hoành phi chặt gấm nữa. Thì trong clip sau chúng tôi sẽ giới thiệu. Chúng tôi đang sản xuất một số lượng rất là lớn những bức hoành phi như này thì giá thành sẽ hạ hơn là khi chúng tôi làm một chiếc. Thì quý vị hãy nhanh tay sở hữu. Quý vị hãy đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất. Hẹn gặp lại.